Người đẹp, sữa đậu nành của cô này. Tôi vẫn luôn cảm thấy con trai thích uống sữa đậu nành dễ thương lắm. Chụp hình làm kỷ niệm nào. Nhìn đây nè. Được rồi, chụp hình gì vậy hả? Chúng tôi có thể thiết lập lại mạng lưới tiêu thụ của Đại Khôn. Hơn nữa chúng tôi sẽ dệt mạng lưới này sâu và dày hơn trước. Nói mà không có bằng chứng. Bố nuôi, bố chỉ cần cho chúng con thời gian 3 tháng. Không cần. Ông chủ, chúng tôi chỉ cần 1 tháng là đủ rồi. Được, tôi vẫn có đủ kiên nhẫn để đợi 1 tháng. Chúng ta hẹn nhau 1 tháng nhé. Nếu thật sự như mấy cậu nói thì tôi sẽ mạnh dạn yên tâm giao việc kinh doanh này cho các cậu. Cảm ơn ông Mông. Cảm ơn bố nuôi. Ông chủ, vậy chúng tôi đi trước đây. Được. Một tháng. Một tháng à? Anh nghĩ sao mà nói một tháng vậy? Lúc nãy tôi nói 3 tháng mà tôi còn chưa chắc đây. Tôi nói anh biết, 1 năm cũng không có cửa đâu. Nếu tôi dám nói vậy thì chắc chắn có thể làm được. Cho dù không làm được cũng không sao cả. Sao lại không sao chứ? Nào, tự xem đi. Cái này nghĩa là sao? Ông Âu vốn muốn chia đều các địa bàn này cho mấy người chúng ta. Muốn dùng các địa bàn này để cân bằng thế lực ba bên. Nhưng mấy người họ không bày tỏ thái độ. Ông Âu cũng không muốn đắc tội họ, nên chỉ đành bọn ta xử lý chuyện này. Cậu nói xem, ông ấy như vậy có xem như nợ chúng ta một ân tình không? Đổi cách nói khác, dù chúng ta không làm được thì sao chứ? Đúng không? Tôi nói mà, sao thằng nhóc anh may như vậy chứ? Thế giới của mấy người lớn mấy anh phức tạp quá, không muốn suy nghĩ nữa. Chúng ta nói chuyện trước mắt đi. Chỉ có thời gian 1 tháng thì làm thế nào? Khoan suy nghĩ chuyện đó đã. Tôi dẫn cậu đi xem cái này để hiểu thế giới của người lớn. Đi đâu mà anh bí mật vậy? Cũng không chịu nói nữa. Mở cửa. Chỗ nào đây? Sếp Mục. Sếp Lê. Sao thấy nơi này có cảm giác hơi âm u vậy? Cái này là chủ đề quay về thời dân quốc đúng không? Mỗi người chúng ta nên mặc bộ siêu ba mảnh, trên đầu đội thêm cái nón chóp cao nữa. Nào, xem đi. Đây là một người bạn mới của cậu, tên là Dark Web. Một nền tảng giao dịch trực tuyến được mã hóa sâu hơn. Cho dù cảnh sát điều tra được địa chỉ web này, cũng không thể giải được mật mã này. Tính che phủ và tính an toàn đặc biệt. Cậu nghĩ xem, nếu càng ngày càng nhiều khách hàng dùng dark web của chúng ta để giao dịch, vậy thì lượng giao dịch chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay là sinh nhật tôi à? Sao anh lại chuẩn bị một bất ngờ lớn như vậy cho tôi thế? Anh giấu tôi bao lâu rồi mà hôm nay mới nói cho tôi biết? Chuẩn bị bao lâu rồi? Sao nào? Thích không? Ôm một cái đi. Ôm cái đi. Ôm cái đi. Có tới mức vậy không? Chuyện này là sao chứ? Tự nhiên mấy người chúng ta
bị hai thằng nhóc này chơi một vố. Cười gì vậy? Tôi cười ba chúng ta không còn nhỏ nữa, lại bị trêu như một đứa con nít. Tôi thấy hai người họ được đấy. Tuổi trẻ tài cao, thủ đoạn cao tay hơn đại khôn nhiều. Ý cô là sao? Không có ý gì cả. Thay vì thành kẻ thù, tại sao không biến kẻ thù thành bạn chứ? Dù gì cũng là làm ăn mà, ai lại gây khó dễ với tiền chứ? Mấy anh nói xem, có đúng không? Lưới pháp luật lồng lộng thưa nhưng khó thoát. Làm ngành này như chúng ta sớm muộn gì cũng phải trả thôi. Lúc gặp nạn thân ai nấy lo, chẳng phải là quy tắc của chúng ta sao? Anh khôn, thành thật sẽ được khoan dung, chống đối thì phải trừng trị nghiêm ngặt. Bạn bè anh em gì chứ, đến cuối cùng người xui xẻo chẳng phải là bản thân mình sao? Bố, chú mắt kính cũng ở đây à? Bố, bố có thấy chú Đại Khôn không? Khả Hân à, cháu tìm chú Đại Khôn có chuyện gì à? Đương nhiên có chuyện rồi. Chú ấy và người của chú ấy đến chỗ con đặt quần áo, đặt cả một đống luôn. Con làm quần áo xong rồi, gọi điện cho chú ấy mà gọi thế nào cũng không nghe máy. Còn thiếu 30% đó. Bố à, bố nói xem không lẽ chú Đại Khôn muốn quỵt nợ à? Như thế này đi, tôi trả nợ cho cháu, thay chú Đại Khôn. Vậy sao mà được chứ? Đâu phải chú thiếu tiền đâu. Không sao đâu. Không lẽ chú Đại Khôn xảy ra chuyện gì rồi à? Mắt kính, ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện với Khả Hân. Bố, bố nói thật cho con biết đi, đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Khả Hân à, bắt đầu từ bây giờ, đừng hỏi bất cứ thứ gì về người và chuyện có liên quan tới Đại Khôn nữa. Nếu có bất cứ ai lấy danh nghĩa Đại Khôn tiếp cận con, thì con nhất định phải nói cho bố. Bố cử người bảo vệ con, đây không phải trò đùa. Con hiểu không? Chú Đại Khôn bị bắt rồi đúng không? Bố còn muốn diễn nữa à? Con đâu có ngốc. Bố tưởng con không biết gì thật à? Bố đang buôn ma túy. Được, bố không nói thì bố tự xem đi. Đây đều là đàn em của chú Đại Khôn. Họ bị bắt vì tội buôn ma túy rồi. Bây giờ bố vẫn muốn nói với con là bố không liên quan gì đến chuyện này sao? Bố giải thích với con thế nào đây? Bố, chuyện bắt cóc 3 năm trước, tại sao mặt con lại biến thành như bây giờ? Và rốt cuộc con đã trải qua chuyện gì thì bố hiểu hơn ai hết mà. Bố vẫn còn muốn giấu con sao? Được rồi, mục đích con đến tìm bố là gì? Con chỉ là không muốn bố tiếp tục như vậy nữa. Chú Đại Khôn đã bị bắt rồi, nếu chú ấy bất cẩn nói ra gì đó thì chẳng lẽ bố không sợ sao? Thật ra bố đã nghĩ tới từ lâu rồi. Cuối cùng vẫn không thể giấu được con chuyện này. Đại Khôn là anh em đã theo bố mười mấy năm, sẽ không làm chuyện có lỗi với bố đâu. Bố ơi, con xin bố hãy dừng tay lại đi. Mấy năm nay một mình con ở nước ngoài,
Tại sao con lại về? Và con về muốn làm cái gì? Thì bố biết mà. Bố hãy dừng lại đi. Bố à, năm đó đưa con và mẹ con đi là để bảo vệ hai người. Thật ra trước khi sinh con ra thì bố đã làm cái này rồi. Nhưng sau khi vào ngành này thì bố mới nhận ra đây là con đường không có lối về. Con yên tâm đi. Bố bảo đảm với con là bố sẽ sống với con cả đời. Bố sẽ để con sống vui vẻ cả đời. Con ra ngoài trước đi. Bố muốn nói chuyện với chú mắt kính. Bố đồng ý với con rồi đó. Không được quên đâu. Không được quên đâu đó. Mắt kính. Thưa ông, lập tức bảo người xử Đại Khôn đi. Nghe cho rõ đấy. Xử ngay và luôn. Dân. Đi theo tôi thì làm cho tốt vào. Cảm ơn anh Đại Khôn đã dẫn dắt. Ông trời không tiệc đường sống của ai cả. Cậu cảnh sát, tôi muốn gặp cấp trên của mấy người. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Nói đi. Muốn nói cái gì? Cậu cảnh sát, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề. Anh em bạn bè và tội phạm thì ai quan trọng với mấy người hơn? Anh bớt ở đó nói nhảm đi. Chúng tôi là chiến hữu đồng chí, sao có thể so sánh chung với tội phạm và nghi phạm chứ? Anh nói chuyện thành thật vào đi. Đừng có ở đó ăn nói kỳ lạ, làm lãng phí thời gian của mọi người. Được, vậy chúng ta nói thật với nhau. Tôi muốn giao dịch với mấy người. Giao dịch? Giao dịch gì với chúng tôi? Ma túy à? Không sao. Tôi muốn nghe thử. Anh muốn giao dịch gì với chúng tôi? Mấy người có một cảnh sát mất tích lúc thực hiện nhiệm vụ đúng không? Dám chạy đến chỗ tôi làm gián điệp à? Đánh cho chết. Đánh cho chết. Quy tắc cũ. Thầy Triệu đang ở đâu? Hắn vẫn còn sống. Tôi cho hắn sống đó. Nhưng tôi cũng có thể cho hắn chết bất cứ lúc nào. Điều này phải xem sự lựa chọn của mấy người rồi. Anh, tôi muốn anh nói cho tôi biết thầy ấy đang ở đâu. Lập tức ngay và luôn. Nếu không, nếu không thì sao hả? Cô cảnh sát à, tôi khuyên cô đừng kích động như vậy nữa. Có thời gian thì vẫn nên suy nghĩ về đề nghị của tôi đi. 3 ngày. Tôi cho mấy người thời gian 3 ngày suy nghĩ. Nếu sau 3 ngày tôi vẫn bị nhốt ở đây thì giao dịch vô hiệu. Đến lúc đó tôi cũng không dám đảm bảo hắn còn sống hay không đâu.
Cục trưởng Lưu, chúng tôi đã điều tra rồi. Trong tay anh ấy quả thật là báo của hôm qua. Nhìn từ hình ảnh, rất khó đoán ra vị trí của môi trường xung quanh. Đây rõ ràng là Đại Khôn đã có suy nghĩ chống lại điều tra nên đã đề phòng từ trước. Và đây là con cờ để cứu mạng của Đại Khôn, nên hắn sẽ không nói bậy đâu. Tôi cảm thấy ban đầu Đại Khôn đã nghĩ sẵn đường lui cho mình rồi. Hắn muốn dùng Triệu Nam làm con cờ để giao dịch về người với cảnh sát chúng ta. Và hắn cũng nói rồi, chỉ cho thời gian 3 ngày suy nghĩ. 3 ngày cũng được, 3 tiếng cũng được. Chỉ cần đồng chí của chúng ta còn một hơi thở thì chúng ta phải dốc hết sức cứu người đó. Dinh Diệu, bắt đầu từ bây giờ, nhiệm vụ hàng đầu của cậu là cứu Triệu Nam. Tôi sẽ bảo đồng chí của cả sở phối hợp với cậu. Rõ. Nhưng có lẽ điều này cũng không đóng vai trò quyết định trong việc cứu đồng chí Triệu Nam. Tôi biết cậu muốn nói gì. Nhưng công việc của Lưu Diễn Văn là gián điệp, chứ không phải cứu người. Nếu cậu ấy làm như vậy thì sẽ có khả năng bị lộ. Thời gian không đợi người. Chúng ta chỉ có 3 ngày thôi. Anh suy nghĩ thêm đi. Bắt đầu từ bây giờ, hành động giải cứu Triệu Nam sẽ do chúng ta toàn quyền phụ trách. Anh Bao, có, đi thẩm vấn tỷ Phật gia, tranh thủ mọi được thứ gì có ích đi. Được, Trịnh Kha, Triệu Nhiên, tiếp tục kéo dài thời gian của Đại Khôn. Rõ, tôi hiểu rồi, đi đi. Tôi thì sao? Cô đã 2 ngày không ngủ rồi. Tôi cho cô nghỉ nửa ngày. Cô về ngủ đi. Tôi không mệt, tôi không cần nghỉ ngơi. Vậy cô nói tôi biết đi, cô muốn làm thế nào? Bây giờ đầu óc tôi hơi rối. Để tôi suy nghĩ đã. Bước tiếp theo, trạng thái tinh thần của cô như bây giờ thì cô có thể làm gì chứ? Nhưng Triệu Nam là thầy của tôi. Thứ nhất, bảo cô về nghỉ ngơi là vì để cô hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Đây là mệnh lệnh. Thứ hai, vì Triệu Nam là thầy của cô nên bây giờ phán đoán của cô đã mất đi lý trí. Cô đi cứu thầy của cô thế nào đây? Tin tôi một lần đi. Tôi chắc chắn sẽ đưa thầy của cô về. Về nghỉ ngơi trước đi, được không? Đi đi. Sao rồi, đội trưởng Dinh? Tôi đã thẩm vấn kỹ tiểu Phật gia rồi. Cậu ta không hề biết Triệu Nam bị nhốt ở đâu. Thậm chí cả cậu ta cũng ngạc nhiên. Đại Khôn lại giữ lại chiêu này để đề phòng. Xem ra manh mối duy nhất bây giờ chỉ có thể dựa vào video này thôi. Dừng lại, lùi về phía trước đi. Sao vậy? Có chỗ nào không đúng sao? Ở đây, mọi người nhìn kỹ lại đi. Ống kính đang rung. Hay Triệu Nam đang rung? Chẳng lẽ anh ấy bị bệnh rồi? Không giống lắm. Có khi nào nơi nhốt Triệu Nam là nơi có nhiệt độ rất thấp không? Kho đông lạnh. Mau, chế phim ra đi. Rõ. Bây giờ cơ bản chúng tôi đã xác định được người bị nhốt ở kho đông lạnh. Chúng tôi đã làm những gì nên làm rồi. Và chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Ở yên đợi lệnh. Những việc còn lại giao cho tôi và Lưu Diễn Văn. Rõ. Cục trưởng Lưu, vội vã tìm tôi như vậy là có chuyện gì? Trong lúc thẩm vấn này không nói rằng đồng chí Triệu Nam vẫn còn sống, nhưng hắn muốn giao dịch với chúng ta bằng mạng của Triệu Nam. Cần tôi làm gì vậy? Trong vòng 48 tiếng tìm được tung tích của Triệu Nam. Theo phân tích của chúng tôi, cậu ấy bị nhốt ở kho đông lạnh, chắc chắn là trong địa bàn của Đại Khôn. Đây là tài liệu thông tin chi tiết. Lần này cũng bất đắc dĩ mới bảo cậu phối hợp nhiệm vụ lần này. Nhưng chắc chắn phải đảm bảo, phải tiến hành trong tình huống không lộ thân phận. Hiểu không? Tôi hiểu rồi. Đi đi.
Theo phân tích của chúng tôi, hiện giờ Triệu Nam bị nhốt ở kho đông lạnh, chắc chắn là trong địa bàn của Đại Khôn. Đừng thấy chỗ tôi rất gần cửa thì tiện ra vào, đi thêm mười mấy mét nữa là có một vách ngăn, trông chừng nghiêm ngặt lắm. Tôi từng muốn vào xem thử nhưng lại bị đuổi ra ngoài. Anh nghĩ xem, không lẽ chú Đại Khôn đang giở trò gì sau lưng bố tôi à? Toàn là sai lầm, ngu ngốc và... Alo, sao thế? Lần đầu tiên gọi cho tôi vào buổi tối. Nhớ tôi à? Tôi muốn hỏi cô là, chỗ phía sau kho của cô, khu của Đại Khôn, là kho chủ lạnh gì, có đúng không? Chắc là vậy. Xe vận chuyển chủ lạnh đó cứ đi tới đi lui suốt ngày, ồn chết đi được. Sao anh biết vậy? Hỏi cái này làm gì? Alo? Không phải chứ, bất lịch sự vậy. Bất lịch sự? Học hành kiểu gì vậy? Ông ơi, xin hỏi ông có từng gặp người này không? Tôi chưa gặp người này bao giờ. Người này thì sao? Cũng chưa gặp người này. Cảm ơn nhé. Được. Không phải bảo cô về nhà nghỉ ngơi sao? Tôi đến thử vận may thôi. Cô có thể nghĩ tới, chẳng lẽ tôi không nghĩ tới sao? Anh hung dữ vậy làm gì? Tôi cũng đến rồi. Thật là hết cách với cô. Lên xe. Đây là cái quái gì vậy? Tôi đang nghiên cứu. Đây là mạng lưới sản xuất của Đại Khôn. Tôi phát hiện đàn em của Đại Khôn, ngoài Tiểu Phật Gia ra thì còn mười mấy tên buôn hàng rời. Trong đó ba người: Đại Bằng, Sơn Dương, Lưu Bỉ Tử, trong giữ kho chủ lạnh là được xem trọng nhất. Ba thằng đó à? Tôi muốn gặp ba người này lắm đó. Ba người này không có ai là dễ nói chuyện cả. Nhất là bây giờ Đại Khôn xảy ra chuyện rồi, chắc chắn sẽ rất tức giận với chúng ta. Hai ngày trước ba thằng này còn tìm người trung gian đến chuyển lời với tôi là muốn đấu với chúng ta. Chẳng phải đúng lúc sao? Đấu thôi. Không biết tại sao dạo này cái tay này của tôi ngứa lắm luôn. Tựa như đóa hoa nở giữa gió xuân. Đến rồi đây. Chỉnh tivi cao lên chút cho tôi đi. Dân. Nào, nướng xong rồi. Trong gió xuân. Nào, tôi nói hai cậu đừng tán gái nữa. Sơn Dương, uống nào. Tôi nói này, Lê Nhược Sơn và Mục Thanh này đúng là không biết tự lượng sức mình. Nếu tôi không nể mặt Lê Nhược Sinh là con trai nuôi con Mâu thì tôi xử họ từ lâu rồi. Em thấy hai người họ còn trẻ mà có thể bước lên vị trí cao như vậy, chúng ta không thể xem thường họ đúng không nào? Em thấy vẫn nên làm việc khiêm tốn thôi. Ông đã khiêm tốn bao nhiêu năm nay, được cái gì chứ? Chẳng phải anh lại không có tình nghĩa nên có ngày hôm nay? Tóm lại,
Tôi không đi theo họ làm đâu. Muốn làm thì cũng phải đi theo hành tây. Đại ca, anh nói sao thì bọn em làm vậy. Cản. 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 Nào, mấy người làm gì vậy hả? Tôi nói mà mấy người không hiểu đúng không? Tránh ra, tránh ra. Đại ca, đại ca, Lê Nhược Sinh và Mục Thanh đánh vào trong đây rồi. Cái gì? Mấy cậu xông lên cho tôi xem họ giỡn trò gì. Nào, ăn cho đã miệng. Nướng riêng canh đó. Tôi đâu có thích ăn mấy cái này. Ngoan ngoãn vào, quay về đi. Ngồi xuống. Ngoan ngoãn vào, đừng có cử động đấy. Được rồi, đừng đánh nữa. Đàn em ở đây thú vị thật. Mấy cậu khoan kích động đã. Lần này chúng tôi đến là để thăm hỏi riêng ba người này, không liên quan đến mấy cậu. Ba người này dưới một người trên hàng chục nghìn người, có lợi thì họ hưởng, có chuyện thì mấy cậu gánh. Mấy cậu thấy có công bằng không? Nhưng tôi và sếp Lê thì khác. Chúng tôi rất dân chủ. Người tài thì làm nhiều việc hơn. Đi theo chúng tôi thì đảm bảo mỗi ngày sau này của mấy cậu đều có thể ăn sung mặc sướng. Sao nào? Nào, xem đi. Ai muốn làm tiếp thì ở lại. Nếu ai muốn đi thì cũng không ép. Tự lấy tiền đi. Chuyện này hỏi mấy cậu một vấn đề nhé. Chủ lệnh Bắc Cực là của các cậu nhỉ? Nói xem tình hình thế nào đi. Chủ lệnh này vốn là trạm vận chuyển của anh Đại Khôn. Trước đó vẫn luôn là ba anh em chúng tôi trông giữ, nhưng bây giờ đã giao cho đàn em trông giữ rồi. Đàn em nào? Ai là Lê Nhược Sơn? Ở đây cũng có người biết tôi à? Thả tôi ra, thả ra. Hết hồn luôn đó. Đây là ai vậy? Anh ta là Tiểu Quy, phụ trách chủ lệnh Bắc Cực. Anh ta là con trai nuôi của Đại Khôn. Tiểu Quy à, sao tôi thấy cậu giống con trai ruột của Đại Khôn thế? Tôi là con trai của mấy, mạng của tôi là mấy cho. Nếu cậu nói như vậy thì tôi hiểu rồi. Vậy là cậu muốn báo thù cho Đại Khôn mà không cần mạng của mình nữa đúng không? Nhưng cậu tìm hai chúng tôi làm gì?
Cảnh sát bắt Đại Khôn mà. Cậu đi tìm cảnh sát đi. Tôi tìm hai người đó. Đại ca Khôn là ân nhân của tôi. Tôi đã biết hai người đối đầu với ông ấy từ lâu rồi. Hôm nay tôi khiến hai người nợ máu phải trả bằng máu. Thả tôi ra. Tiểu Huy đúng không? Lần này chúng tôi đến để tiếp quản về kinh doanh của Đại Khôn mà thôi. Để các anh em của chúng ta có thể sống cuộc sống tốt hơn. Muốn mua chuộc tôi à? Vậy phải xem mấy người bản lĩnh này không. Thế nào mới xem như là có bản lĩnh? Chọn một người trong số mấy người đấu với tôi, đấu thắng tôi rồi tính. Nào. Vận động tí nhé. Nào, đứng dậy. Hẹn gặp vào buổi hội họp ngày mai. Kiểm tra Miro nào. Kiểm tra Miro nào. Thắng hai trận liên tiếp. Người chiến thắng là Mộc Thanh. Hay hay hay. Nào, mọi người hãy sửa sang quần áo lại đi. Qua đây hết đi. Qua đây hết đi. Nào, mấy cậu qua đây luôn đi. Xếp một. Cậu cảnh sát, bây giờ mấy giờ rồi? Anh hỏi cái này làm gì? Thời gian 3 ngày sắp đến rồi. Đừng trách tôi không nhắc mấy người đó. Vào đi. Cục trưởng Lưu, anh tìm tôi à? Ngồi đi. Bên diễn văn có tin tức rồi. Cơ bản xác nhận được vị trí của Triệu Nam là ở kho chủ lạnh Bắc Cực. Nhưng thông tin thêm cần sự phối hợp của cậu mới có thể xác nhận tiếp. Tôi hiểu. Cục trưởng Dương gọi. Cậu nghe đi. Alo, Cục trưởng Dương. Vinh Diệu, cậu đang ở đâu vậy? Tôi đang ở văn phòng của Cục trưởng Lưu. Mở lời của cậu ra đi. Được. Cục trưởng Dương, anh Lưu, tôi phải nói cho mọi người biết, gián điệp cao cấp nhất do công an tỉnh gài vào tổ chức K hiện tại đã có thể bắt đầu. Biệt hiệu của người ấy là Dân Tước. Dân Tước. Mọi người nhất định phải nhớ, trong tình hình bối cảnh toàn cầu hóa, tệ nạn ma túy, thực trạng ma túy nước ngoài tràn vào nước ta và sản xuất ma túy tràn lan trong nước đang rất nguy cấp, nên chúng ta buộc phải tiêu diệt triệt để tổ chức hay bắt U Linh, kiên quyết ngăn chặn các loại ma túy mới ở nước ngoài, đánh cho tốt chiến dịch nhân dân phòng chống ma túy. Rõ. Rõ. Dân Tước à? Tôi phải thông báo tin này cho diễn văn ngay lập tức. Cậu mau chóng tổ chức nhân lực đến kho chủ lạnh Bắc Cực đi. Rõ.
xưởng chủ lãnh Bắc Cực. Nơi này chắc là căn cứ bí mật của Đại Khôn. Đợi sau khi chúng ta đến sẽ bố trí nhiệm vụ theo tình hình thực tế. Được. Có cần xác nhận thân phận với người ấy bây giờ không? Dân tước sẽ chủ động xác nhận với cậu. Điều cậu cần làm bây giờ là kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ chắc có thể xác nhận rằng kho chủ lệnh này là nơi nhốt Triệu Nam. Ở đây rất xa, không ai đến cả. Rất hợp để nhốt con tin. Đội trưởng Vinh, chúng ta có cần xông vào không? Không được, chúng ta vẫn chưa thăm dò chính xác tình hình. Vậy thầy tôi thì sao? Thầy của cô sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhất Manh, khoan cuốn lên đã. Đợi Triệu Nhiên điều tra tình hình về rồi tính. Bác bảo vệ, bác bảo vệ cho tôi hỏi một chút. Bác bảo vệ cho tôi hỏi một chút. Ở đây có nhà vệ sinh không? Bác bảo vệ. Đội trưởng Vinh, sao rồi? Bảo vệ khó tính quá. Tôi còn không vào được cửa nữa. Nhìn công ty chỗ đông lạnh này thì giống như đóng cửa rồi. Nhưng đống đồ điện vẫn chạy. Phụ tải đồng hồ điện lớn không? Không lớn. Lúc nãy tôi cũng điều tra rồi. Công ty chủ lạnh này đã đăng ký 8 năm. Nhưng do quản lý kém nên từ đầu đến cuối năm đổi người chủ. Dạo này có một chiếc xe tải có cùng biển số xe, đi sớm về muộn để vận chuyển. Hơi kỳ lạ. Chiếc gì mới lái ra? Đúng vậy. Có người đến rồi. Công ty này chắc chắn có vấn đề. Vào xem thử đi. Ông chủ, nào 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 càng. Alo, ai vậy? Cậu có ý trốn tôi à? Cậu có đến buổi hội họp hôm nay không? Sếp một, hôm nay tôi không được khỏe lắm, e rằng không ra ngoài được. Bệnh à? Vậy đúng lúc thật. Tôi mang trái cây đến thăm cậu. Nên tìm được tôi thì xem như anh giỏi. Vậy tôi đợi trái cây của anh đó. Tưởng mình là đại ca thật à? Tại sao ông đây phải nghe anh chứ? Ông chủ, đá vậy là không được rồi. Bên ngoài có mấy người đến sửa mạch điện. Sửa mạch điện? Mạch điện đang yên lành, ai báo sửa vậy? Tôi không có báo. Tôi cũng không có báo. Vậy chuyện này, đi, mà đi xem thử xem. Đi thôi. Đây là nhà kho của chúng tôi. Tránh ra. Lục soát. Bên này. Đội trưởng Vinh, sao rồi? Không phát hiện được gì cả. Bên anh thì sao? Tôi tìm hết nhà kho này rồi, không phát hiện nơi giam giữ con tin. Ra giường tìm tiếp xem. Tầng hầm, cửa ngầm, thậm chí là nắp giếng cũng không được bỏ qua. Dân, đi thôi, đi.
Người còn lại đâu rồi? Ai thế? Ở đây chỉ có ba người chúng tôi thôi. Ba người mà ăn bốn phần cơm mà. Anh hù tôi chắc. Tôi hỏi lại anh lần nữa, một người còn lại đâu? Một mình tôi ăn hai phần không được à? Cộng lại. Khoan đã, tôi phạm tội rồi à? Tôi có cản trở mấy người thi hành công vụ không? Sao mấy người có thể bắt tôi chứ? Đây là xã hội pháp trị, coi chừng tôi bóc phốt mấy người đấy. Weibo của tôi có mấy chục nghìn fan lận. Tôi không sợ mấy người đâu. Bỏ điện thoại xuống cho tôi. Đừng cản trở chúng tôi thi hành công vụ. Không bỏ xuống đấy. Không phải các người là đầy tớ của nhân dân à? Hôm nay tôi sẽ thuận nước đẩy thuyền, để mọi người được xem đầy tớ của nhân dân thi hành pháp luật nghiêm khắc như thế nào. Đau đau đau. Cảnh sát đánh người kia. Đứng lại cho tôi. Cảnh sát đánh người. Trong chừng hắn đàng hoàng. Bên kia kìa. Không được nhúc nhích. Mọi người đứng đây canh chừng. Dân. Tiểu Quy, lên xe. Cảm ơn. Thoải mái. Nào, uống miếng nước kia đỡ sợ. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Cậu tính cảm ơn thế nào? Bây giờ tôi có thể nhận anh làm đại ca rồi. Mới tí tuổi, đừng có giở trò này với tôi. Tôi có phải anh đại khôn đâu. Tôi muốn biết sao anh lại xuất hiện ở nhà kho của chủ lệnh này. Kho chủ lệnh à? Không phải là địa bàn của anh đại khôn sao? Tôi đi lấy địa bàn đấy. Sao thế? Đó là căn cứ bí mật của anh đại khôn. Anh không thể tìm ra được. Mỗi một tài sản của anh đại khôn đều thuộc về tập đoàn. Mặc kệ mấy người có giấu kín cỡ nào, thì trên danh sách tiếp nhận này cũng được viết rõ ràng ra hết. Sao tôi lại không biết được chứ? Anh sẽ lấy nó đi à? Thế thì không được. Anh đại khôn đã nói, bây giờ nơi đó thuộc sự quản lý của tôi. Tôi còn định tự kinh doanh đấy. Giả tâm dữ dội nhỉ? Để mặt cậu đã nhận tôi là đại ca, tôi có thể suy nghĩ lại để cậu tiếp tục quản lý khu này. Nhưng trước lúc đó, tôi phải xem năng lực của cậu tới mức nào. Phải rồi, sao hôm nay cậu lại để mấy tên cảnh sát đó chạy tới tận đây vậy? Mấy thứ không nên hỏi thì đừng hỏi. Cậu xem cậu kìa, vừa nãy cậu nhận tôi là đại ca mà, bây giờ lại trở mặt không thèm nhận nữa rồi. Sao thế, bị thương à? Mùi gì vậy? Cậu có trúng thứ gì à? Đừng nhắc nữa, lúc nãy vì trốn đám cảnh sát kia mà tôi phải đụng đổ mấy chai dung dịch dinh dưỡng, bị đâm trúng rồi. Xui xẻo. Tên nhóc này thú vị đấy chứ.
Nuôi qua ở nhà kho à? Trong cái nhà kho cũ nát của tôi có qua gì để nuôi chứ? Không nuôi qua thì còn nuôi người mà. Tôi không có nói gì đâu đấy. Tiểu Huy, cậu khai thật đi. Cậu vừa tiếp quản khu này, cậu không được phép để thứ gì không sạch sẽ trong đó. Có phải còn có người trong đó không? Đại ca Khôn không cho tôi nói. Đây là bí mật của tôi với anh ấy. Bí mật à? Sống nhờ dung dịch dinh dưỡng, chắc chắn người này bệnh nặng lắm. Vì nguyên nhân gì đó mà không thể tới bệnh viện được. Không thể để hắn chết, còn phải sống thật tốt nữa. Đây chắc chắn không phải là một người tầm thường. Anh đừng hỏi nữa mà. Hỏi nhiều quá tôi cũng đâu biết gì. Anh Đại Khôn bắt hả? Tôi không biết nội tâm cậu có biết rõ hay không. Một khi cắt dung dịch dinh dưỡng thì 8-9 phần người này sẽ... Ý anh là hắn không sống nổi nữa. Cậu đừng hoảng loạn quá. Đâu thể trách cậu về chuyện này. Làm dở dung dịch dinh dưỡng đều là chuyện ngoài ý muốn mà, đúng chứ? Nhưng mà cậu sợ cậu làm hại hắn. Tôi không thù không oán với hắn. Bây giờ hắn đã bị dằn vặt tới độ người không ra người, trông tội nghiệp lắm. Thế này đi, bây giờ tôi sẽ tiếp quản khu này. Tôi không mong muốn trong khu này có bất cứ người và việc dơ bẩn nào. Như vậy thì xui xẻo quá. Không thì tôi đi lấy vài chai dung dịch dinh dưỡng nhé. Hai ta sẽ cùng vào trong đó để cứu người. Nhưng đại ca Khôn đã dặn dò tôi rồi, không thể nói cho người khác biết hắn bị nhốt ở đâu. Tôi đã biết là ở đâu rồi. Không phải là ở kho chủ lạnh à? Ý tôi là vị trí cụ thể đấy. Cảnh sát có tới tôi cũng không sợ. Tại sao chứ? Tất nhiên là vì tôi giấu người rất tốt. Không thể nói cho tôi biết luôn à? Như này nhé, tôi cũng không miễn cưỡng cậu. Nếu cậu không cho tôi vào trong thì tôi sẽ đợi cậu ở ngoài. Cậu vào đó cứu người ra. Sao mà được chứ? Cảnh sát đang theo dõi sát sao đấy. Tiểu Huy à, bây giờ tôi là anh của cậu. Tôi nói gì cậu cũng phải nghe lời hết. Cậu chỉ có hai lựa chọn thôi. Tự chọn một trong hai đi. Suy nghĩ cho kỹ. Ai làm đàn em cũng biết đưa nước cho đại ca uống. Nào, đưa tôi. Bệnh nhân mà cậu nói đâu rồi? Tôi đang hỏi cậu đấy. Tới rồi. Có chuyện gì thế này? Là do Đại Khôn sắp đặt đấy. Nếu anh Đại Khôn xảy ra bất trắc gì thì quả bom này sẽ bắt đầu đếm ngược.
và tự động nổ tung. Tôi cũng không biết mật mã nên mới để hắn ở trong thùng hàng của xe tải. Mỗi ngày sáng đi tối về. Một là gì? Có thể tránh né tầm mắt của cảnh sát. Hai là gì? Tôi cũng lo quả bom này sẽ tự động nổ tung. Nói đi. Tôi đã xác định vị trí của Triệu Nam, nhưng anh ấy đang bị cột với quả bom kèm mật mã. Tôi vẫn không thể giải nó. Còn cần ít thời gian. Tranh thủ nào. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Anh hãy chuẩn bị chuyên gia gỡ bom, thông báo với bọn dinh diệu để họ chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi phối hợp thời cơ hành động với tôi bất cứ lúc nào. Nếu tôi chưa nói gì thì đừng manh động làm bậy, đánh cho bọn chúng tức nước dở bờ. Nếu không thể khống chế được tình hình thì có thể suy xét tới việc tấn công bằng sức mạnh. Tấn công bằng sức mạnh là cách bất đắc dĩ. Một khi thực hiện, nghĩ là rất có thể thân phận của cậu sẽ bị bại lộ. Tôi biết. Yên tâm đi. Anh Lưu, tôi phải nói cho mọi người biết, gián điệp cao cấp nhất do công an tỉnh gài vào tổ chức Khay hiện tại đã có thể bắt đầu. Biệt hiệu của người ấy là Dân Tước. Alo. Xin chào. Xin chào. Có một chuyện cần sự trợ giúp của cô. Chào cục trưởng Lưu. Cục trưởng Lưu. Cục trưởng Lưu. Cục trưởng Lưu. Bận. Có tình huống khẩn cấp. Mật mã là bao nhiêu? Làm việc năng suất quá nhỉ? Có vẻ tôi đã đánh giá thấp năng lực của mấy người rồi. Đừng có nói nhảm. Mật mã là bao nhiêu? Mật mã. Có 6 số. Đại Khôn, anh có biết anh đang làm gì không? Anh có biết hậu quả khi anh làm như vậy nghiêm trọng cỡ nào không? Cậu cảm thấy tôi còn quan tâm nhiều thứ như vậy à? Đây là một cuộc giao dịch. Tôi đã nói rồi, nếu như 3 ngày sau tôi còn bị nhốt ở đây thì coi như hủy giao dịch. Lỗi không phải của tôi. Nếu các người cho tôi ở một nơi không bị ai quấy rầy thì có lẽ tôi sẽ nhớ ra mật mã đấy. Mấy người chẳng có thành ý gì cả. Khốn nạn. Mật mã là bao nhiêu? Mau ra sư phụ tôi ra đây. Nói đi. Này cảnh sát, cô vẫn kích động như vậy nhỉ? Quỷ giao dịch đi, chúng ta sẽ hòa nhau. Không có ý nghĩa gì cả, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta thôi. Được. Tôi chúc các người thành công, nhưng tôi phải nhắc một câu với các người. Không có nhiều cơ hội phạm lỗi đâu.
Số máy quý khách vừa gọi đang bận. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Có chuyện gì thế? Sao nào? Không có gì thì không gọi anh được à? Tại nhớ anh đó thôi. Cô nhàm chán ghê. Hết gì để làm rồi đúng không? Vẫn đang làm việc à? Còn không mau đi nghỉ ngơi đi. Cô gọi điện tới chỉ để nói mấy câu này hả? Anh làm sao thế? Tâm trạng không tốt à? Tôi gọi tới là để nói cho anh biết. Tất nhiên là làm ăn rất quan trọng, nhưng sức khỏe thì quan trọng hơn. Phải chú ý kết hợp và nghỉ ngơi đấy. Anh thì tốt nhất là hãy về nhà ngay bây giờ, rồi ngủ một giấc thật ngon. Tỉnh dậy thì không còn chuyện gì nữa cả. Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Đừng đánh nữa. Có sức mà không có chỗ trút à? Gọi tôi tới mà không nói câu nào à? Có tâm sự sao? Có tâm sự đấy. Chuyện này phát triển đến tình hình hiện tại, muốn thay đổi cũng chẳng thay đổi được. Tôi buồn phiền quá. Vẫn còn buồn phiền về chuyện của Đại Khôn à? Anh mắt kính, anh nói xem. Hai cái thằng thối tha đó đã chuốc bùa mê thuốc lú gì trong Âu mà sao hai thằng đó nói gì ông ấy cũng nghe theo vậy? Chuyện của Đại Khôn quả thật đã làm tổn thương ông ấy. Đó là do Đại Khôn gieo gió gặt bão, có liên quan gì tới chúng ta đâu. Sao có thể liên đới tới mấy người chúng ta chứ? Anh mắt kính, anh biết đấy, việc làm ăn của Đại Khôn có liên quan tới sự sống chết của tập đoàn chúng ta. Sao có thể để hai thằng nhóc đạp đổ lung tung như vậy chứ? Đâu phải cậu không biết, một khi ông ấy quyết định chuyện gì thì không ai có thể làm ông ấy đổi ý. Phải. Vì tôi thấy bức rứt trong lòng quá. Thiết Quan Âm, khoan hãy nói với chị ta, đó là một kẻ thấy tiền là sáng mắt. Tôi ấy, tôi có việc làm ăn của riêng mình, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo. Tôi cũng có thể không chấm mút vụ làm ăn này. Nhưng anh thì khác. Anh ở bên ông ấy, đi theo làm tùy tùng của ông ấy nhiều năm như vậy, thì theo thứ tự bối phận phải đến phiên anh chứ. Sao lại không thể tranh giành? Anh có thể trơ mắt nhìn rồi đứng bên cạnh bình chân như vậy à? Tôi tranh giành thì có ích gì? Người ta có quan hệ bố con. Quan hệ của tôi với ông ấy có thể so được với quan hệ bố con à? Quan hệ bố con gì chứ? Người khác không biết chứ chúng ta còn không biết à? Đó là một con chó mà ông ấy nuôi thôi. Vui thì thưởng cho khúc xương dãy dãy đuôi, không vui thì cho nó nhìn, cho nó xem thôi. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào việc chúng ta không có một thanh ở bên cạnh. Anh mắt kính, câu nói này của anh khá là thú vị đấy. Bởi tôi mới nói, muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Anh có suy nghĩ gì thế? Suy nghĩ của tôi không quan trọng. Quan trọng là có phải Mộc Thanh vẫn luôn bằng lòng làm cố vấn cho Lê Nhược Sơn hay không? Cậu hiểu rõ rồi chứ? Thế này thì phải sắp đặt đàng hoàng thôi.
Hình như là ở Đêm còn hoang vắng. Từ sau đám mây cô đơn. Dần trăng tỏa ra ánh hào quang. Vũ trụ cực kỳ sáng chói. Dân tước. Anh thì, tốt nhất thì hãy về nhà ngay bây giờ, rồi ngủ một giấc thật ngon. Tỉnh dậy thì không còn chuyện gì nữa cả. Chẳng lẽ là cô ấy? Một tiếng sau. Sao vậy anh mới tới? Tôi chờ anh cả buổi trời rồi đó. Chờ tôi tí nhé. Hai người kia, qua đây. Tôi nói hai người đấy, mau đi. Chạy qua đây chứ còn muốn đi bộ à? Hai người tới đây làm gì? Quấy rầy buổi hẹn hò của tôi với Mộc Thanh hả? Không muốn gây sự thì mau cút đi cho tôi. Xin lỗi cô ông, chúng tôi chỉ là nghe lệnh bảo vệ anh Mộc thôi ạ. Thú vị đấy, nghe lệnh à? Nghe lệnh của ai? Anh mắt kính nói, sếp Mộc đang thực hiện một nhiệm vụ rất nguy hiểm. Chú mắt kính hả? Anh về nói cho chú ấy biết, Mộc Thanh ở bên cạnh tôi thì an toàn lắm, không cần hai người theo dõi đâu. Sao nào, không chịu đi à? Có cần tôi gọi điện nói với chú ấy không? Còn không mau cút đi. Đi, mau lên. Không sao rồi, chúng ta đi thôi. Có phải vừa dọa anh sợ hết hồn không? Anh lái đi. Xe của cô đâu rồi? Tôi đói quá, đi ăn chút gì đó với tôi nhé. Đây là xe của cô hả? Mau nào, lại đây. Bye bye.
Sao cô lại ở đây? Hai ta có duyên mà, đi đến đâu cũng có thể gặp nhau. Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Chắc không phải là sùng bái tôi đấy chứ? Sùng bái gì chứ? Chỉ là tôi có hơi không hiểu lắm. Nếu đổi lại là cô của trước kia thì đã nói tại sao tôi lại ở đây rồi. Lần này cô hơi khác cái lúc trước. Tôi thấy não anh thiếu oxy rồi đó. Chốc nữa bồi bổ cho anh. Thiếu oxy rồi bồi bổ gì chứ? Cô nói gì vậy hả? Tôi đói bụng lắm rồi. Có thể chạy nhanh hơn không? Phục vụ, cho một ly sữa đậu nành. Tới đây. Người đẹp, sữa đậu nành của cô này. Tôi vẫn luôn cảm thấy con trai thích uống sữa đậu nành dễ thương lắm. Chụp hình làm kỷ niệm nào. Nhìn đây nè. Được rồi, chụp hình gì vậy hả? Tôi muốn hỏi cô là tại sao hôm nay cô ra ngoài mà không lái xe của mình? Ai nói tôi chỉ có một chiếc xe chứ? Tôi thực sự càng lúc càng không thể hiểu nổi cô. Tôi còn có nhiều điều mà anh không hiểu lắm. Ví dụ tôi rất thích thơ. Cùng với cả đất và trời, tiếng của người thật trầm nặng. Và trong lúc đêm còn hoang vắng, từ sau đám mây cô đơn, dần trăng tỏa ra ánh hào quang, vũ trụ cực kỳ sáng chói. Cô thích bài thơ này lắm à? Nếu anh cũng biết bài thơ này thì chắc chắn hai ta là đồng loại. Cho nên cô là... Cho nên tôi nghĩ anh nên bỏ ra nhiều thời gian hơn để làm quen tôi. Vì một khi anh quen biết tôi rồi thì anh sẽ phát hiện thật ra tôi có rất nhiều ưu điểm mà anh không hề biết. Có thể anh sẽ tiến thêm một bước nữa mà phải lòng tôi. Tôi thì không thích bài thơ này. Chỉ là từng đọc được mà thôi. Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi thực sự không biết anh có phải là đàn ông không nữa. Tôi vừa tỏ tình với anh đấy, anh không nghe ra hả? Chán chết. Uống rượu thôi, nào. Đàn ông đó là đàn ông. Nào, ăn chút gì đi. Không thể uống rượu không được, hại dạ dày lắm. Tôi lấy một miếng. Được đó. Cảm ơn. Khoan đã. Anh tính nhờ cái này tới đâu vậy? Nhà kho chủ lạnh sao thế? Đặt mấy phần. Mấy người làm gì vậy? Cảnh sát đang tra án. Xin anh hãy hợp tác. Đồ ăn đến rồi đây. Sao mà lâu vậy mới tới hả? Coi chừng tôi báo cáo các người đấy. Thật sự xin lỗi. Nào, cậu làm gì vậy? Làm gì vậy hả? Tôi xách vào cho anh. Khỏi. Đưa tôi là được rồi. Dân. Còn lề mề gì nữa? Đi. Đi mau đi. Dân.
Tôi rõ rồi. Vâng. Cấp trên ra chỉ thị, bọn họ đã nắm giữ rất nhiều vụ án lớn có liên quan tới Đại Khôn. Họ cần thẩm vấn ngay lập tức, bảo chúng ta làm thủ tục bàn giao ngay lập tức. Ơ không, Đại Khôn là điểm đột phá mà chúng tôi khó khăn lắm mới tóm được. Bây giờ mà bàn giao qua đó thì có phải, nếu bây giờ chúng ta cưỡng ép giải cứu Đại Nam thì có nắm chắc 100% không? Thì chúng tôi không nắm chắc 100%, nhưng thời hạn để giải cứu Triệu Nam đã gần kề. Thời gian sẽ không đợi người. Diễn Văn cũng đang nghĩ cách. Nhưng cả cái nhà kho đó đều là người của Đại Khôn. Cậu ấy nói có thể lại gần Triệu Nam, nhưng cũng không thể quá lố. Nếu không sẽ bị bại lộ. Như vậy thì tổn thất của chúng ta sẽ càng lớn hơn nữa. Nhưng chuyện này tôi bàn giao Đại Khôn là mệnh lệnh của cấp trên. Vâng. Cục trưởng Lưu có chỉ thị mới gì không? Tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh nghe thấy không? Vinh Diệu, bàn giao Đại Khôn cho cấp trên xử lý. Vinh Diệu, anh đứng lại cho tôi. Đứng lại. Tại sao cấp trên lại muốn mang Đại Khôn đi? Cô làm gì vậy? Tôi đang hỏi anh đấy, mau trả lời tôi đi. Tôi chưa nói rõ à? Đây là mệnh lệnh của cấp trên. Cô tưởng tôi muốn bàn giao hắn à? Vậy thì tôi phải làm sao? Chúng ta còn có giao dịch với Đại Khôn đấy. Sắp tới kỳ hạn 3 ngày rồi. Đây là hai chuyện khác nhau. Đại Khôn đã phạm tội cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta không thể để hắn lợi dụng điểm yếu uy hiếp mà bàn chuyện giao dịch. Vậy Triệu Nam làm sao? Anh ấy trên có già dưới có trẻ. Con của anh ấy chưa học tiểu học kia. Nên nợ anh ấy. Tôi đâu có nói là không cứu anh ấy. Cứu thế nào? Bây giờ chỉ có thể dựa vào chúng ta để cứu anh ấy thôi. Không phải chúng ta đã định vị được địa chỉ à? Huống hồ gì đã không còn moi được tin tức có giá trị gì khác từ miệng của Đại Khôn nữa. Bây giờ chỉ còn chưa tới một ngày nữa. Anh có biết không? Không phải chúng ta đang nghĩ cách à? Nghĩ cách. Các người luôn nói câu đó. Nhưng nghĩ ra cách chưa? Bây giờ mỗi một giây trôi qua là anh ấy càng thêm nguy hiểm. Rốt cuộc mấy người có nghĩ tới sống chết của anh ấy không? Lý Nhất Manh, chú ý cảm xúc của mình đi. Đây là sở cảnh sát chứ không phải là nơi để cô quấy rối. Chốc nữa tôi sẽ tới kho chuỗi lạnh. Tất cả mọi người đều đang theo dõi sát sao. Có đi hay không tùy cô. Tâm trạng tồi tệ thì cô có thể về nhà nghỉ ngơi. Còn khóc thì chẳng giải quyết được chuyện gì. Được rồi. Mật mã. Tiểu Huy, đại ca, mới sáng sớm có chuyện gì mà anh tìm tôi vậy? Tôi vừa ngủ dậy đã thấy cuộc gọi nhỡ của anh rồi. Tôi đã nhờ bạn lấy một ít thuốc cho bệnh nhân uống rồi. Bây giờ bệnh nhân vẫn chưa ra ngoài hóng gió phải không? Chưa. Chốc nữa tài xế sẽ lái đi. Tôi sẽ bảo hắn chờ anh một chút. Ừ, vậy hẹn chút nữa gặp. Vâng. Chiếc xe tải có thùng đựng hàng đã đậu ở trong sân từ sáng sớm, mãi mà không thấy chất hàng hay dở hàng. Hơn nữa xét từ đơn đặt thức ăn thì chắc chắn trong đó không chỉ có hai người, vì họ đặt phần cơm 4 người. Không thì chúng ta lục soát chiếc xe đó trước. Không ổn. Nếu có sơ suất gì thì con tin sẽ gặp nguy hiểm. Theo dõi sát sao chiếc xe tải đó. Nếu nó chạy ra ngoài thì cản lại ngay. Dân Dân Hải, anh đi chấp hành nhiệm vụ à? Tôi đi cùng anh. Đi mau về mau. Nhất Manh bị làm sao thế?
Alo. Cái gì? Đã biết. Sao vậy? Tất cả mọi người chú ý, có biến đột xuất. Trên đường chở Đại Khôn đi thì gặp tai nạn xe cộ. Đại Khôn đã chết tại chỗ.